Bà giúp nhá. Nhá. Rồi. Đi ngồi đấy đi, ngồi đây bà làm nhá. Ngồi đến sáng này. Đó. Chắc sắp được làm. Đi đói à? Hả? Hả? Đói à? Bà làm đây. Hả? Rồi. Mỗi lô cả ngô gì? Còn nhiều thế. Mọi người bảo suka hả? Biết rồi. Đừng ngô
Rồi, bé rồi. Sắp chín rồi, sắp chín rồi. Chờ tí nhá, để nuốt cá. Rồi. Này, để bà gọt cái khoai này nè. Bị thiên khoai không? Thấy không? Nào. Để bà tí ơi. Đói nhá, đi sáng ngủ để đói nhá. Rồi để bà học khoai nhá. Đây, khoai này khoai lang mật là Nhật để xuất khẩu. Ngon đấy. Cũng được ghép không? Dâu ngô không ăn được đâu. Rồi, kéo vào đây. Tí nữa ăn rồi, không ăn được nữa. Ăn rồi, tí nữa cái này nhá. Đấy, mình hấp lên mình... Ngon đấy. Đi chạy lên gọi chú ca đi chụp xuống ăn đi. Chú ca chín đi, gọi chú ca chín đây. Nha, gọi chú ca chín đây. Đây còn Bi đây. Nóng lắm. Nóng. Nóng thì ngon đó, nóng này còn ngon. Sao ăn nổi được nóng cho nó ngồi đó. Nào, đi cho đây. Ngon nhỉ? Đi đi chạy sớm nấu ấy. Ngon tăng. Ý chứng ăn khoai. Để ăn
Đi ăn từ từ thôi. Ăn từ thôi.